Muối là mặn mà. Cả năm. Ừ, thế còn nửa? Nửa là ấm áp ạ. Ấm áp. À, thế có nghĩa là giao thừa mình phải mua một gói này á? Đúng rồi. Ủa, thế chị không biết đâu đấy. Mua một gói này về để may mắn cả năm à? Phát thêm một gói. Ờ, mình nhìn một gói. Ai mua muối nào? Muối may mắn cả nhà đây. Ai mua muối nào? Chơi chú ngựa con. À, cho chú một gói muối nhá. Bao nhiêu tiền cháu? Một gói 10.000. Ờ, được rồi. Đây 10.000 con đây. Con xin chú ạ. À. Con chúc chú may mắn hạnh phúc. Yeah, chú chúc con chăm ngoan học giỏi năm mới may mắn nhá. Vâng ạ. Yêu sức khỏe nhá, nghe lời ba mẹ nhá. Vâng ạ. Ai mua muối không? Ai mua muối nào? Em đi đâu ấy? Đang định sang nhà em chơi. Em đi đâu ấy? Em mang cái này à? Cái này là cái gói gì đấy? Đây là gói muối. Ú. Gạo à? Gạo. Ú, có gạo với muối này. Gạo là ấm là hạnh phúc. À. Muối là mặn mà. Cả năm. Ừ, thế còn nửa? Nửa là ấm áp ạ. Ấm áp. À, thế có nghĩa là giao thừa mình phải mua một gói này á? Đúng rồi. Ủa, thế chị không biết đâu đấy. Mua một gói này về để may mắn cả năm à? Phát thêm một gói. Ờ, 10.000 một gói. Em bán sắp hết chưa? Ừ, còn mấy gói nữa. Ui, em bán được nhiều thế. Ui, thế chị cũng mua một gói về để cả năm lấy lọc. Em được 1 đồng này. Ừ. Ủa, thế em bán chết à? Đây nè, chị đi bán cùng em. Xong rồi tí hai chị mình cùng nhau về nhà. Xong mỗi người mang một gói muối về nhà để lấy lọc đầu lắm. Nếu mà chị giả em 2 đồng thì em có, thì em sẽ có 3 đồng. Ờ, đây là 10.000 đấy. 10.000. Ừ, đi, chúng mình đi bán đi. Xong rồi á, chúng mình á cũng mang nhiều may mắn đến cho mọi người. Mọi người ơi, mỗi người mua gói lọc nào. 2 cái thì phải tầm 2.000. Đúng rồi. Gói lọc đầu lắm nào. Gói lọc đầu năm nào, mọi người sẽ cùng mang hên về nhà nào, mặn mà cả năm nào. Chị Giao đúng không? Đúng rồi. Đấy, chị Mười á nghe. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.